Wow, các bạn thấy là hôm nay thị trường là một màu đỏ và có rất nhiều đồng rất là đỏ luôn. Chúng ta thấy được là Bitcoin, Ethereum, Polkadot, XRP, Cardano không có đồng nào gọi là thoát được hết. Các bạn thấy được là có rất ít những màu xanh ngày hôm nay phần lớn là rất đỏ. Màu càng đỏ có nghĩa là đi xuống càng nhiều và ngày hôm nay màu rất là đỏ. Chúng ta thấy được là thị trường crypto hầu như không có nơi để ẩn trú và ngày hôm nay là một ngày mà rất là đặc biệt tại vì hôm nay thường có một cái cảm giác như là đã trở lại năm 2017 nhưng mà các bạn yên tâm không phải là cảm giác như là cuối năm 2017 mà cảm giác giống như là khoảng chừng tháng 3 tháng 4 của năm 2017 thì tại sao thường này nói như vậy tại vì thường cảm thấy là chúng ta có một cái cảm giác trở lại như là một cái mùa tăng trưởng thì tại sao hôm nay đi xuống mạnh như vậy mình thường lại nói là có cảm giác là chúng ta đang trong một mùa tăng trưởng thì thường sẽ giải thích thêm một lát nữa và các bạn thấy được là hôm nay đó giá của Bitcoin là một cái ngày mà đã cho chúng ta có được một cái cuộc điều chỉnh coi như là cũng tương tự như trước đây. Các bạn thấy chúng ta lấy cái giá cao của Bitcoin là 42.000 đi. Thì mức là 42.000 đô là ở thời điểm là tháng 1 các bạn có đã nhớ là ngày 8 tây khi Bitcoin lên tới 42.000 thì đi xuống tới cái mức mà thấp nhất của ngày hôm nay là chúng ta thấy là Bitcoin đi xuống 31,58% thì cho đến cái thời điểm bây giờ là đã ở mức là 30.000 đô thì chúng ta thấy được là Bitcoin xuống 28% đến cái mức bây giờ là 30.000 đô nhưng mà cách đây một tiếng đồng hồ Bitcoin đã xuống tới cái mức là các bạn thấy là 28.700 đô thì xuống là 31,5% Thì chúng ta thấy là cái phần trăm đi xuống này có phải là rất đặc biệt hay không Thì thật ra mà nói là cũng không có đặc biệt lắm khi mà chúng ta nhìn vào cái đợt tăng trưởng trước đây Chúng ta nhìn vào cái thời gian của năm 2017 đi Đây là cái biểu đồ của năm 2017 khi mà Bitcoin đi từ cái mức là 1.000 đô lên tới 20.000 đô Thì trong cái đợt tăng trưởng của năm 2017 các bạn thấy được là có rất nhiều đợt Bitcoin có rất nhiều cái sự giảm giá mạnh Các bạn thấy được là giảm 38%, 38%, 33%, 38%, 36%, 29% Khi mà chúng ta nằm trong một mùa tăng trưởng đó Thì các bạn thấy được là bây giờ nhìn trở lại lịch sử thì cảm thấy được là Đây là một cái đường đi lên thẳng Nhưng mà khi các bạn đang nằm trong thời điểm mà các bạn chưa biết được là tương lai như thế nào Thì mỗi lần mà chúng ta thấy là bịt không giảm 38% 33% thì đương nhiên có rất nhiều người lo lắng ở cái thời điểm này Tại vì chúng ta không biết được là tương lai sẽ ra sao Nhưng mà khi mà nhìn lại thì các bạn chỉ thấy là một đường đi lên thẳng mà thôi Tại vì những cái đợt điều chỉnh này khi mà giá càng lên cao Thì cái đợt điều chỉnh trên màn hình sẽ không có còn nhìn sâu như là lúc đang xảy ra nữa Cho nên chúng ta nhìn lại năm 2017 đó thì nhiều bạn nghĩ là thời điểm đó dễ kiếm tiền chỉ cần mua thì đã có thể là kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà khi các bạn đang nằm trong thời điểm đó thì những đợt xuống giá này cũng làm cho nhiều bạn lo lắng cũng như là cái thời điểm bây giờ và thật ra mà nói thuận đọc những cái comment ngày hôm nay thì một trong những điều mà khiến cho thuận khá bất ngờ đó chính là hầu như là cộng đồng thuận capital chia ra làm hai bên một bên đó, thì hầu như là rất là thích khi mà Bitcoin đi xuống cái mức này khoảng 30.000 đô tại vì nhiều người đang trông chờ để có thể thu mua thêm Bitcoin với cái giá rẻ và một bên là những bạn thì cảm thấy là mới tham gia vào cho nên đây là cái lần đầu tiên mà các bạn chứng kiến Bitcoin đi xuống 31% cho nên có rất là nhiều cái sự lo lắng và thường sẽ chia sẻ với các bạn một số những thông tin nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên cái mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái link liên quan đến Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm kiếm những dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital trong đó các bạn có thể là điền đơn vào group những hỗ trợ cũng như là các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi liên quan đến là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là nhận được những cái bonus khi mà tham gia những sàn như là StepX, LMT, Binance, Bybit, Coinbase, ứng dụng blockchain, ứng dụng Lending. và các bạn có thể là tham gia vào cái dịch vụ crypto Kwan, một dịch vụ hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này. Hôm nay thì nghĩ là chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ chuyện gì đang xảy ra chúng ta hôm nay lại có thêm một cái thông tin phết như là một cái thông tin mà gây ra nhiều cái sự lo lắng để chính thông tin liên quan tới Bitcoin bị tấn công chi tiêu hai lần thì điều này nghĩa là gì chúng ta sẽ nói tới một lát nữa và kế tiếp sẽ chia sẻ một số những cái kinh nghiệm, một số những cái điều mà thường đã trải qua và nhiều bạn đã trải qua trong năm 2017 và trong vòng 3 năm qua để các bạn có thêm một số những kinh nghiệm cho những bạn mới và chúng ta sẽ nói tới những gì mà thùng đang chứng kiến bây giờ ở trên thị trường và thùng có lo lắng hay là không và để tóm tắt lại, các bạn không cần phải chờ đến cuối video. Thùng bây giờ thì không có cái sự lo lắng ở thời điểm bây giờ và thùng vẫn tiếp tục thu mua thêm bitcoin, bitcoin nhiều người nghĩ thì có thể nào Bitcoin bây giờ đi xuống luôn hay không đi nhìn thường không biết nhưng mà thường có nhiều cái lòng tin là đó không phải là sự thật cho nên bây giờ thường vẫn tiếp tục chung mình giá và chúng ta cũng đã thấy là cái dùng 30.000 đô này ngày hôm nay các bạn thấy đã chạm rất nhiều lần và Cách đây một tiếng đồng hồ thì đã qua khỏi cái dùng 30.000 đô này và đi xuống tới cái mức là chỉ còn có 28.600-700 mà thôi. Nhưng mà các bạn thấy được là giá cả đã nhanh chóng đi trở về trên 30.000 đô. Cho nên cái dùng 30.000 đô này là một dùng mà vẫn đang tiếp tục được bảo vệ bởi rất nhiều người. Và khi chúng đăng những thông tin là dùng 30.000 đô này có tiếp tục được cá vôi bảo vệ hay không thì nhiều bạn đã hỏi là tại sao lại phải bảo vệ dùng 30.000 đô này. Tại vì đây là cái dùng mà chúng ta chứng kiến có rất nhiều người mà có tiền thu mua Bitcoin và nhiều Bitcoin rời khỏi sàn ngày 2 tây của năm 2021 này tháng 1 thì đây là cái dùng mà có cái giá khoảng chừng là 30.000 đô cho nên nhiều người tin tưởng là 30.000 đô là có dùng mà cá voi sẽ bảo vệ và cho đến ngày hôm nay các bạn thấy được là đây vẫn là sự thật chúng ta không biết được là đương nhiên là trong vòng một ngày hai ngày tới đây thì giá sẽ như thế nào nhưng mà ít ra thời điểm bây giờ thì 30.000 đô vẫn là một dùng mà được bảo vệ và chúng ta nhìn vào một số những cái đồng lớn ngày hôm nay đi đồng refresh Chain này lại thì các bạn thấy được là cái vốn hóa cả thị trường đã đi trở xuống là 895 tỷ thì các bạn thấy được chấm 595 tỷ thì không phải là 1 nghìn tỷ như là cái đây 1-2 ngày nhưng mà cái con số này rất là cao có thể là nhiều bạn cảm thấy là giá cả đi xuống mạnh cho nên lo lắng nhưng mà các bạn nhìn xa hơn một chút thì cái lần đầu tiên cái lần đầu tiên mà chúng ta thấy cái giá này 30.000 đô là ngày 2 tây tháng 1 các bạn thấy được là ngày 2 tây tháng 1 là cái ngày đầu tiên mà chúng ta thấy Bitcoin có giá 30.000 đô này Có nghĩa là cái giá này chúng ta thấy 19 nhà trước đây mà thôi Chỉ 19 nhà trước đây mà thôi chứ không phải là chúng ta đã thấy cái giá này cách đây vài tháng Cho nên chúng ta mới thấy được là khi mà chúng ta trở lại ngày 2 tây tháng 1 đó của năm 2021 này Hôm nay là ngày 21 tây tháng 1 là ngày thứ 5 tại Hoa Kỳ Và lúc mà tôi làm video này đó là khoảng 6 giờ 35 tối thì cái thời điểm của ngày hai tây Các bạn thấy được là khi mà Bitcoin tới 30.000 đô thì rất nhiều người hân phấn, rất nhiều người rất là vui Nhưng mà bây giờ Bitcoin cũng 30.000 đô chỉ cách nhau 19 ngày thôi nhưng mà cái cảm giác đã hoàn toàn khác biệt Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã chứng kiến Bitcoin lên tới cái mức là 42.000 cho nên mới gây ra cái sự lo lắng này Chứ nếu như mà các bạn thấy là Bitcoin mà chạm 30.000 đô vào ngày hôm nay là lần đầu tiên thì tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ không có cảm giác như vậy cho nên cái suy nghĩ của những đầu tư đó rất là thú vị các bạn thấy được là lần đầu tiên cái tiền 19 ngày 30.000 đô là một con số mà không có nhiều bạn tưởng tượng được nhưng mà bây giờ cũng là 30.000 đô chỉ cách nhau 19 ngày thôi mà nhiều bạn thì suy nghĩ hoàn toàn ngược lại đương nhiên có rất nhiều bạn như thường đã nói là bây giờ vẫn tiếp tục rất là sự hứng thú tại vì thôi đang đi xuống có cái khả năng để mà tích lũy thêm Bitcoin và những đồng lớn ngày hôm nay thì như thế nào đương nhiên là Bitcoin đi xuống thì các bạn thấy được là tất cả đều đi xuống theo Bitcoin Đây là một những điều mình thường đã chia sẻ với các bạn đó chúng ta thấy là ngày hôm nay Ethereum tuy là vẫn trên 1.100 đô nhưng mà đã đi xuống 13,9% Trong khi Bitcoin thì xuống 11,5% Và các bạn thấy được là Polkadot xuống 9,2% XRP xuống 9,8% Cardano xuống 14,5% Litecoin xuống 92%, Bitcoin Cash xuống 14,2%, Chainlink xuống 11,8%. Binance Coin xuống 7,3%, Stellar Lumen xuống 10%, các bạn thấy được là rất nhiều đồng đi xuống cái con số tương đương là Bitcoin hay là nhiều hơn là Bitcoin. Thì chúng ta cũng đã nói tới những cái altcoin, các bạn cũng đã biết là cái cách hoạt động của thị trường này đó, chỉ khi nào mà Bitcoin tăng trưởng sau đó là ổn định lại thì những altcoin mới có cơ hội Nếu như mà Bitcoin có sự đi xuống mạnh hay là đi lên mạnh thì sẽ dẫn đến là những cái altcoin cũng sẽ đi xuống hay là đi lên theo Bitcoin Thì cũng sẽ dẫn đến là vốn hóa lại chạy ngược chiều về Bitcoin và rất rõ ràng các bạn thấy được là cách đây mấy ngày Những cái altcoin tăng trưởng không ngừng, Polkadot, Ethereum, Cardano, Litecoin vân vân Nhưng mà chúng ta thấy chỉ cần Bitcoin đi xuống thì tất cả đều đi xuống theo Bitcoin Tại vì Bitcoin vẫn là đồng dẫn đầu của thị trường này, vẫn là cái chìa khóa của vốn hóa của thị trường này cho nên một số bạn hỏi thường là tại sao thường lúc nào cũng muốn chia sẻ rất nhiều về Bitcoin. Tại vì Bitcoin mới là cái xu hướng của thị trường này. Tất cả bây giờ đều phụ thuộc vào xu hướng của Bitcoin hết. Các bạn thấy được thị trường này. Đây là một dẫn chứng tại sao mà thường hay nói thị trường này là một thị trường tài chính hơn là thị trường công nghệ tại vì các bạn thấy được là công nghệ các bạn có tốt cái máy đi nữa bitcoin đi xuống thì trên căn bản các bạn cũng sẽ đi xuống theo bitcoin mà thôi các bạn thấy được là công nghệ cardano thì ngày hôm qua tới bây giờ có gì khác nhau đâu không những không khác nhau mà còn tiến triển công nghệ litecoin cũng vậy công nghệ polkadot cũng vậy hôm qua đến hôm nay công nghệ đâu có gì khác nhau đâu mà tại sao lại đi xuống tại vì bitcoin đi xuống cho nên chúng ta vẫn tiếp tục phải theo dõi tình hình của bitcoin và chúng ta có một cái thông tin bây giờ thường sẽ chia sẻ đến một cái thông tin dẫn đến là tại sao mà có nhiều sự lo lắng ngày hôm nay và thông tin này là bắt nguồn từ một cái thuyết một cái bài nghiên cứu được chia sẻ bởi bitmax